Chào các bạn, anh em đang có mặt tại sân bay Nội Bài. Và hôm nay thì là hai anh em đã mua một cái vé hạng phổ thông bình thường thôi, nhưng mà vào giờ ăn tối để xem là Bamboo lâu rồi không đi hạng phổ thông của Bamboo, thì Bamboo sẽ phục vụ món gì cho bữa tối này nha. Và hình như là em chưa bao giờ ăn bữa chính trên máy bay của Bamboo luôn. Những lần đi trước thì chẳng may toàn rơi vào cái bữa ăn nhẹ. Cái lần đi Hàn Quốc thì mình đã ăn bữa chính ở trên chặng bay quốc tế không nói rồi, nhưng mà đây là chặng bay quốc nội và vào giờ ăn chính thì đây là lần đầu tiên. Mình sẽ xem thử là cái bữa ăn chính trên chặng bay quốc nội của Bamboo Airways có gì hay. Và có một cái nữa đó là anh muốn hoàn trải nghiệm thử, đó là phòng chờ First Lounge Bamboo sân bay Nội Bài chưa vào đúng không? Cái phòng chờ này mới mở gần đây và được cộng đồng mạng khen rất là nhiều, rất hot luôn, rất hot luôn. Và lát nữa thì vào có lẽ sang món phở, ông nói món phở rất là ngon. Nhưng mà thôi bây giờ vào làm thủ tục đã ha. Nếu các bạn mới xem yêu máy bay thì Travis giới thiệu lại là vì mình có thẻ First của Bamboo Airways nên được mời vào làm thủ tục ở quầy ưu tiên mặc dù đi hàng phổ thông. Và thẻ First này được kèm thêm một người vào làm thủ tục ưu tiên chung nữa, và cũng được kèm thêm một người vào phòng chờ hạng thương gia luôn. Nên hôm nay Thỏ Hoàng sẽ được ké rất là nhiều ưu đãi của Travis. Bây giờ thì mình làm thủ tục xong rồi. Đó thì Travis thì có dấu ưu tiên nên sẽ đi cửa kiểm tra nên ưu tiên. Còn Hoàng thì chỉ có xếp hàng nha. Chấp hành quy định. Rồi hôm nay thì trời Hà Nội nắng nóng quá, các bạn chỉ muốn vào phòng chờ để ngồi nghỉ ngơi ăn uống thôi. Hôm nay Travis và Thỏ Hoàng sẽ vào phòng chờ First Lounge. Đây là phòng chờ riêng của Bamboo Airways tại ga quốc nội sân bay Nội Bài. Và so với lần trước khi vừa khai trương hồi tháng 3 thì nay phòng chờ có gì thay đổi không? Có nâng cấp gì không? Và Travis cũng rất háo hức được trở lại First Lounge lần này. Và so với buổi đầu mới khai trương thì nay phòng chờ đã được sắp đầy đủ bàn ghế nè và nhiều nội thất hơn. Và ấn tượng của Travis về phòng chờ này vẫn là không gian thoáng, có cảnh nhìn ra đường băng và sân độ để ngoài máy bay nè, và cũng nhiều tông màu tươi sáng dễ chịu. Nói không phải là khen chứ nhìn rất là chill luôn. Hôm nay phòng chờ của mình là có món gì đặc sắc nhất không em? Món phở bò. Anh cũng tâm tim món phở bò thì này đến giờ đấy. Phở bò thì bên em là đang món là món phở chứ danh, tại vì là khách đến comment rất là nhiều, khách cho những cái feedback cực kỳ tốt về phở luôn. Ok. Tại thì là nó là một trong những cái món signature ở đây. Ngoài ra thì hôm nay bên em có rất là nhiều các món đặc biệt hơn. Bên em có quầy buffet nóng ở bên kia, rất là nhiều món. Ví dụ như là anh có thể thưởng thức món gà sốt cay Hàn Quốc này, món thịt sốt với barbecue. Rất là ngon luôn. Nhưng mà có lẽ trước tiên cho anh một tô phở đi để cho tỉnh người bưng tỉnh cái đã, rồi mình sẽ ăn những món khác nha. Dạ được ạ. Ok, cảm ơn anh. Còn Hoàng thì sao? Em có ăn phở không? Signature mà, sao bỏ qua. Phở signature bỏ qua. Cảm ơn em nha. Nếu bạn nào là fan của bánh mì và các loại bánh nướng thì ra ngay kiểu bánh mì nhé. Có đủ các loại bánh mì cùng bơ mứt để các bạn kèm nè. Lâu không quay trở lại thì phải nói thật sự ngạc nhiên về cái buffet đồ nóng ở phòng chờ này. Ở đây thì có đậu phụ chiên và đùi gà sốt barbecue nè. Bên cạnh có cái sốt để mình ăn kèm nữa. Wow, rất là hấp dẫn và đa dạng nha các bạn. Ở đây thì có súp kem bí đỏ và cháo. Đó. Và đây là những cái đồ ăn kèm với cháo nè. Ngoài ra ở đây thì có cái món phở gọi là signature, tức là món như là đặc trưng ở đây, rất là ngon và nổi tiếng là ngon ở đây, rất nhiều người khen ha. Ở đây thì có cơm chiên hải sản với lại mì xào bò. Ở đây thì có khu vực là đồ ăn chay và thịt kho trứng. Thịt kho trứng nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Và ở đây thì có thịt lợn sốt barbecue và gà sốt Hàn Quốc. Ở đây thì có cơm trắng và rau luộc. Bên này là khu vực salad với đầy đủ salad kiểu Tây và salad kiểu Việt Nam, tức là gỏi đó. Ở đây thì có các loại sushi, cuộn và sushi cá hồi cũng như thịt nguội và phô mai. Ở các góc khác còn có các món ăn nhẹ hoặc hai vị như là gỏi cuốn nè, và có nước detox trái cây cùng các món tráng miệng như là trái cây các loại và bánh ngọt. Và cũng phải công nhận một điều là cách bài trí đồ ăn trong phòng chờ này đã tạo nên sự khác biệt của nó. Và khu vực thức uống thì Travis tâm tia thấy cà phê La Menthe là loại mà Travis từng uống trên các chuyến bay của Bamboo Airways và rất thích vì nó rất là thơm. Ở đây thì các bạn cũng có thể chọn các loại thức uống khác này, kể cả trà đá, dân dã nữa nhé. Mặc dù ở đây có quầy buffet nhưng nếu ngại đi lại thì các bạn vẫn có thể yêu cầu các bạn nhân viên phục vụ đồ ăn tại bàn nhé. Và đây cũng lại là một điểm khác biệt ở First Lounge so với những cái phòng chờ hạng thương gia khác. Mở cho anh nhé.
dùng luôn cho lắm nhá. Cảm ơn em. Bây giờ nói về món phở nhé. Phở ở đây thì theo hương vị phở Bắc. Tất nhiên rồi, nước dùng thì rất là đậm đà. Và điều ấn tượng là một tô phở có quá trời thịt bò bắp luôn. Có ai thích ăn thịt bò bắp giống Travis không? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nha. Và các bạn phục vụ cũng để sẵn chanh, ớt và tương ớt rồi nè. Ok, bây giờ vắt miếng chanh cho thơm rồi ăn thôi. Vì Travis ấn tượng tô phở từ lần trước nên lần này ăn lại. Còn Thỏ Hoàng thì có vẻ là ăn trưa hơi ít nên ăn thêm gỏi sứa với xoài, gỏi cuốn và mấy món khác. Thực ra thì cũng gần cuối giờ chiều rồi nên chắc bụng cũng hơi đói. Travis thì kết thúc nhanh bữa ăn với chè bưởi và trái cây. Chè bưởi cũng tạm ổn, các bạn cũng nên ăn thử nha. Nếu các bạn không đi hạng thương gia, không có thẻ thành viên First hoặc Diamond thì các bạn vẫn có thể mua vé vào phòng chờ để trải nghiệm với giá là 350.000 đồng nhé. Vé được mua ngay tại quầy của phòng chờ hoặc mua trước lúc đặt vé trên trang web của Bamboo Airways. Thời gian còn lại thì Travis ngồi gắm máy bay bên ngoài đường băng và đường lăn. À quên nữa, trong First Lounge có một nơi ít ai để ý, đó là căn phòng yên tĩnh này nè. Trong đây thì thực sự yên tĩnh luôn và màu sắc trong phòng cũng trầm trầm, tạo nên cái sự ấm cúng. Và vào đây thì là sẽ được thư giãn hơn rất là nhiều nếu mà bạn cần sự yên lặng tuyệt đối hoặc là cần họp bàn với đồng nghiệp hoặc đối tác. Trong phòng chờ có bồn tắm này nha các bạn. Rất là rộng rãi, các bạn có thể vô đây tắm nếu mà ra sân bay chưa kịp tắm nè. Có sẵn khăn tắm ở đây luôn nè. Và các loại đồ vệ sinh cá nhân trong đây nha. Và khu vực gần cửa còn có các hộc để hành lý nữa nếu các bạn không muốn bị vướng víu khi ngồi trong phòng chờ nhé. Còn bây giờ thì đến giờ phải ra cửa khởi hành rồi. Hôm nay sẽ ra cửa số 11 và đi ống thẳng lên máy bay luôn. Hôm nay đi ra máy bay đi ống đó nè. Hôm nay là bay chiếc Sầm Sơn Beach, chiếc Boeing 787 thứ 2 của Bamboo Airways. Tàu bay khai thác cho chuyến bay hôm nay chắc nhiều bạn không lạ nếu xem yêu máy bay thường xuyên nè. Hôm nay thì Travis không ngồi ghế hạng thương gia hay hạng phổ thông đặc biệt nữa, mà ngồi ghế hạng phổ thông để trải nghiệm. Nó không phải là chảnh gì, chưa riêng Boeing 787 của Bamboo Airways thì mình chưa ngồi hạng phổ thông. Mấy lần trước thì được ưu tiên ngồi khoang phổ thông đặc biệt vì có thẻ thành viên hạng First của hãng. Tuy nhiên, ghế hạng phổ thông của tàu bay này cũng khá rộng rãi nè. Khu vực ghế ngồi còn có móc treo áo, màn hình cá nhân, ngăn để tạp chí và các túi ghế. Bàn ăn cũng dùng lẫy hình chữ nhật như thế này để mở ra, chứ không phải là cái loại mà có chốt gạt đâu nha. Và lát nữa ăn tối thì Travis sẽ review bàn ăn sau ha. Giờ thì khởi hành thôi. Và dạo này thì đường băng sân bay Nội Bài đang sửa chữa nên mọi chuyến bay càng về trong ngày thì sẽ hơi trễ chút xíu. Đây, có ghế cửa sổ nhường cho nó để nó ngồi, nó quay cảnh bên ngoài. Đấy, mình hy sinh rất nhiều. Bây giờ máy bay đã ổn định độ cao rồi nè, mở bàn ăn chuẩn bị cho bữa tối thôi, mà trước khi ăn nên rửa tay qua một chút chứ. Và đây là buồng vệ sinh của Boeing 787, có nút xả cảm ứng nè và vòi nước cảm ứng nữa. Và chỉ cần đưa tay ra thôi thì bồn cầu hoặc là vòi rửa sẽ tự động xả nước. Bây giờ thì các tiếp viên bắt đầu đẩy xe đi phục vụ bữa tối cho hành khách. Có một thông tin cho bạn nào quan tâm là cách đây không lâu thì Bamboo Airways đã khôi phục lại việc phục vụ suất ăn trên chuyến bay sau đợt giãn cách xã hội. Và hôm nay thì Travis bay đường Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ ăn tối nên được phục vụ suất ăn nóng luôn. Và có hai lựa chọn khá hấp dẫn, đó là bún xào Singapore với tôm dầu hào và thịt heo om tiêu ăn với cơm chiên trứng. Travis chọn cơm thịt om tiêu, và ngoài thịt om tiêu và cơm chiên trứng thì còn có rau đi kèm. Trên khay ăn còn có muối, tiêu và tương ớt. Phần tráng miệng là ba lát trái cây, đu đủ, dưa hấu và dưa lưới. Thức uống thì hành khách có thể chọn nước suối hoặc nước ngọt có ga. Thỏ Hoàng thì chọn món còn lại là bún xào tôm. Các bạn đón xem vlog của Thỏ Hoàng về chuyến bay này để xem món này có ngon không nha. Còn riêng món của Travis thì nói chung là ổn. Món thịt heo om tiêu hơi nhạt một chút, có lẽ do Travis quen ăn các món có dây bị đậm. Bù lại thì phần cơm rang trứng ăn lại rất là ngon.
và Travis kết thúc bữa ăn với trái cây, tráng miệng và nước ngọt có ga. Về sau thì máy bay đi qua khu vực nhiễu động nên phần phục vụ trà và cà phê sau đó không thể thực hiện được. Còn vì sao mà tiếp viên không thể phục vụ thức uống nóng khi máy bay đi vào vùng nhiễu động thì các bạn có thể xem lại vlog yêu máy bay số 203 nhé. Một lúc sau máy bay ổn định lại thì Travis bị vệ sinh nhưng sau đó phải quay về ngay vì máy bay tiếp tục bay vào khu vực thời tiết xấu và đèn hiệu cảnh giác an toàn lại được bật. Bây giờ, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Hành khách được đưa vào nhà ga bằng xe buýt. Nào, cùng quay lại chụp hình máy bay vừa chở mình nào. Các bạn nào có cùng sở thích chụp lại máy bay mình vừa bay thì hãy comment bên dưới nhé. Rồi, bây giờ thì hai anh em đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Và ok, việc tiếp theo là lấy hành lý về thôi. Và hôm nay thì mình được dán cái bằng hành lý ưu tiên nên chắc là sẽ lấy nhanh hơn được chút xíu. Và nếu các bạn thích video này đừng quên cho anh em một subscribe, like và share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Thỏ Hoàng cũng sẽ làm một video về cái trải nghiệm này, các bạn nhớ sang sân kênh của Thỏ Hoàng xem nhé và đăng ký ủng hộ Thỏ Hoàng. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ. Được rồi.